Các bạn thân mến, trường học ở Na Uy ngoài những giờ dạy cho các em biết đọc biết viết ra thì trường cũng dùng rất nhiều thời gian để hướng dẫn cho các em về những kỹ năng xã hội. Ở trên tường thì quý anh chị và các bạn cũng thấy đó, tất cả có 20 kỹ năng và Thảo sẽ từ từ chia sẻ cho quý anh chị và các bạn để chúng ta có thể hướng dẫn cho con em của chúng ta hơn về những kỹ năng này. Ở những nơi mà những điều này không được nhắc đến nhiều hoặc là không được hướng dẫn cặn kẽ ở trong trường thì quý vị phụ huynh cũng có thể dựa vào đây để mà mình có thể ý thức hơn, có thể hướng dẫn con em của mình về những kỹ năng này. Tại vì những kỹ năng này rất là quan trọng khi mà các em được lớn lên và dấn thân trong xã hội, trong công việc làm cũng như là trong cuộc sống riêng của các em. Thưa các anh chị và các bạn, Thảo lớn lên ở Na Uy cho nên tất cả những từ ngữ trong khía cạnh chuyên môn Thảo học được đều bằng tiếng Na Uy. Vì thế cho nên bây giờ nếu chuyển sang tiếng Việt Nam hoặc là dịch một cái điều gì đó sang tiếng Việt Nam mà nếu Thảo dùng cái từ nó không có được chính xác lắm thì Thảo cũng ước mong rằng quý anh chị và các bạn có thể chỉ thêm cho Thảo, có thể nhắc nhở Thảo rằng nói cái câu đó hoặc nói cái từ đó nó sẽ đúng hơn trong cái tình huống của Thảo đang nói. Thảo xin cảm ơn quý anh chị và các bạn nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu kỹ năng số 1. Thảo xin nói thêm là Thảo xếp từ số 1 cho tới số 20 để cho chúng ta dễ theo dõi hơn. Chứ không phải là số 1 quan trọng hơn số 20 đâu. Là tại vì 20 kỹ năng này cái nào cũng quan trọng như nhau cả. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu bằng số 1 nha. Thứ nhất là tinh thần trách nhiệm. Tinh thần trách nhiệm là như thế nào? Đó là có trách nhiệm cho những gì mình làm và biết chăm sóc, giữ gìn những gì mình đang có. Nếu mà nhìn hình thì chúng ta cũng có thể dựa vào những cái bức tranh nhỏ nhỏ như thế này để mà có thể hướng dẫn cho con em của chúng ta hơn. Khi nói đến trách nhiệm thì không phải chỉ có người lớn mới có trách nhiệm, chính trẻ em cũng phải có trách nhiệm tùy theo lứa tuổi và tùy theo cái xã hội, gia đình hay là cái môi trường của các em đang sống. Thảo không muốn đào sâu vào từng kỹ năng, từng chi tiết. Có thể chúng ta dùng những clip sau này để mà có thể bàn luận với nhau hoặc là chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ở đây Thảo chỉ muốn nói sơ qua những kỹ năng mà các em được học hỏi cũng như là hướng dẫn ở trong trường mà thôi. Và kỹ năng số 2 đó là li hét. Dịch ra tiếng Việt mình là thành thật, là trung thực. Một con người có ý chí đủ mạnh mẽ để nói ra sự thật. Đối với trẻ em thì chúng ta thấy là trẻ em rất là thành thật. Bởi vậy cho nên người Việt Nam mình mới có câu là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Trẻ em thì có cái gì nó nói thẳng ra chứ nó không có quanh quẩn hay là tránh đi sự thật hay là nói dối. Tuy nhiên cũng có nhiều hoàn cảnh trẻ em bị rơi vào những cái tình huống mà em ấy cảm thấy rằng mình nói sự thật sẽ bất lợi cho mình và các em không đủ mạnh mẽ để nói ra điều đó. Cho nên đây cũng là điều mà chúng ta cần hướng dẫn cho các em như thế nào là nói ra sự thật. Mình có thể không nói sự thật nhưng không thể nói sai sự thật. Tại vì không nói sự thật với lại nói sai sự thật nó hoàn toàn là hai điều khác nhau. Cũng như hồi nãy đã nói là Thảo không đào sâu thêm, Thảo chỉ lướt qua thôi. Rồi có gì chúng ta chia sẻ với nhau về những kỹ năng nào đó mà các bạn và các anh chị cảm thấy cần thiết hơn ở những clip sau này ha. Số 3 là hjälp som helst, là biết giúp đỡ. Biết giúp đỡ những người xung quanh, biết quan tâm đến những người xung quanh và giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của mình. Đây là kỹ năng mà cũng có thể là đơn giản ha. Chúng ta không cần phải nghĩ ngợi gì hơn về điều đó cả. Kỹ năng số 4 là creativity, đó là sự sáng tạo. Sáng tạo ở đây không có nghĩa là chỉ ở trong nghệ thuật mà thôi. Dĩ nhiên nếu mà ai làm trong nghệ thuật thì cái sự sáng tạo phải là cái điểm đi đầu. Nhưng mà sự sáng tạo ở đây nói về mỗi ngày chúng ta có thể là làm những cái việc cũ rích thành cho mới hơn. Đó là nhờ cái bộ óc sáng tạo. Nói chung thì sáng tạo là như thế nào? Sáng tạo là biết tìm những
cách thức mới mẻ và giải pháp tốt nhất cho công việc hoặc những tình huống mà mình gặp phải. Kỹ năng số 5 đó là tính hiếu kỳ, là tò mò. Đó là khả năng muốn khám phá tất cả những sự việc xung quanh, nhìn về sự việc từ nhiều khía cạnh khác nhau và thử nghiệm cũng như tìm tòi xem mọi thứ hoạt động như thế nào. Bởi vậy cho nên là trẻ em họ hay thường có những câu hỏi như là tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Và nhiều khi người lớn chúng ta không ý thức hoặc là quên đi, cho nên chúng ta không trả lời các em, hoặc là chúng ta dọa nạt các em, hoặc là chúng ta nói rằng có nít mà hỏi nhiều quá, thôi đi chỗ khác chơi đi. Những khi như vậy thì chúng ta vô tình đã làm cho những cái sự hiếu kỳ của các em bị chà đạp đi. Và kỹ năng số 6 là can đảm. Can đảm là như thế nào? Can đảm là dám làm những điều tốt nên làm, hoặc là những điều tốt mà mình muốn làm, cho dù mình cảm thấy việc đó rất là đáng sợ. Nếu mà nhìn hình thì các anh chị cũng thấy đó, đó là một đứa bé đứng trước có thể là một cái tình huống nào đó mà các em rất là sợ. Chúng ta có thể nhìn hình để mà hướng dẫn cho các em thêm về cái ý nghĩa của sự can đảm là như thế nào. Điều thứ 7 là thắc nèm li hết, là lòng biết ơn. Lòng biết ơn là khi mình biết để ý và quan tâm đến những niềm vui người khác mang đến cho mình và nói ra điều đó. Người Việt Nam mình thì có lòng biết ơn rất nhiều. Người Việt Nam mình biết ơn cha mẹ, cô chú, bác, ông bà, biết ơn đủ mọi người, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà hình như là người Việt Nam mình ít thể hiện và ít nói ra điều đó. Người ta nói rằng người Tây Phương thường hay có hai câu ở trên cửa miệng, đó là câu xin lỗi và câu cảm ơn. Bởi vậy cho nên chúng ta thường thấy là cái gì họ cũng cảm ơn mình hết. Cái câu xin lỗi cũng vậy. Nhiều khi mình đi ra ngoài đường, mình vô tình đụng phải một người nào đó, cái câu đầu tiên mình nói là xin lỗi. Nói đến đây thì Thảo có một cái kinh nghiệm. Cái khi mà Thảo về Việt Nam đó, thì mình đi ra chợ rồi nhiều khi đông quá rồi mình vô tình rồi mình đụng phải một người nào đó, thì khi đụng thì mình quay qua mình xin lỗi đi đã, nhưng mà cái người kia quay lại nói là bộ đuôi sao không thấy. Bởi vậy cho nên là cái câu xin lỗi với lại cái câu cảm ơn không phải là nó tự nhiên mà nó có. Người Việt Nam ít khi nói ra điều đó, cho nên là đôi khi chúng ta phải ý thức hơn để mà cho các em hiểu rõ rằng khi mà mình người nào làm một cái điều gì đó cho mình cảm ơn người đó và mình cần phải thể hiện, nói ra điều đó nữa, chứ không phải là chỉ để trong lòng mà thôi. Số 8 là self-control, nghĩa là tự chủ. Tự chủ là khi mình tự quyết định những việc mình làm trong một khía cạnh tích cực. Dĩ nhiên cái khi mình còn nhỏ thì mình phải nghe lời ông bà cha mẹ, những người lớn. Nhưng mà cái khi mà mình trưởng thành rồi, mình có trí khôn, mình có chính kiến riêng của mình rồi, thì lúc đó mình đừng để người khác dẫn dắt mình làm theo họ nếu mình không muốn. Nếu mình muốn làm cái điều đó thì ok, đó là ý của người khác cũng như ý của mình. Nhưng mà mình làm một cái điều mà mình không muốn mà vẫn để người khác dẫn dắt, thì cái điều đó mình cần phải suy nghĩ lại là có nên hay không. Thứ 9 là thôi mù đi hết, là kiên nhẫn. Kiên nhẫn là khi cần phải đợi chờ một điều gì đó hoặc một người nào đó. Kiên nhẫn mình nghe rất nhiều, nhưng mà đôi khi cái kỹ năng này phải tập luyện. Bởi vì cũng có nhiều khi mình thấy có nhiều người không có kiên nhẫn. Thí dụ như là hồi nhỏ mình được tập là phải đứng xếp hàng chờ tới phiên, nhưng mà vẫn có nhiều em không có sự kiên nhẫn, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu khi làm điều đó, hoặc là lúc nào cũng muốn cho mình đi trước và đến trước và đứng đầu tiên, không chịu xếp hàng và chờ tới phiên. Cho nên đây cũng là một cái kỹ năng phải được hướng dẫn từ nhỏ chứ không phải tự nhiên mà có. Số 10 là om xuôi, là quan tâm. Quan tâm là mình biết để ý, biết quan tâm đến những người xung quanh và tỏ ra điều đó bằng lời nói và hành động.
Đôi khi mình quan tâm mà mình để trong lòng thì không ai biết được, cho nên mình phải thể hiện nó bằng lời nói và hành động nữa. Chúng ta đã đến kỹ năng số 10 và video này Thảo nghĩ chắc cũng dài rồi. Vì thế cho nên là chắc là cho Thảo ngừng ở đây nha các bạn. Rồi có gì Thảo sẽ trở lại ở clip sau và chúng ta có thể chia sẻ với nhau về 10 kỹ năng từ số 11 cho tới số 20. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tới nha. Xin chúc cả nhà một ngày vui vẻ.